Rồi, xin chào các bạn. Chúng ta lại quay trở lại và lại gặp nhau ha. Thì ở cái video trước á, mình đã hướng dẫn và demo cho các bạn ở cái version số 1, số 2 rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là demo tiếp cho các bạn ở version số 3 và số 4 ha, là cái sự nâng cấp lên. Thì bây giờ chắc mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn các bạn luôn ha. Ok, thì đây là cái version 3. Version 3 thì mình cũng sẽ gồm 3 file luôn, file HTML. Đó. Thì cái version 3 này nó sẽ là nâng cấp của cái version 2 ha. Thì version 3 này nó cũng gồm có hai cái nút nhấn. Nút nhấn Add và nút nhấn Remove. Nhưng mà ở đây mình sẽ làm cái nút nhấn Add thôi. Còn cái việc Remove á, là mình đã làm ở cái version số 2 rồi ha. Version số 2 là đã có Add and Remove rồi. Thì version 3 mình sẽ làm một ý thôi, là ý Add thôi. Rồi các bạn muốn Remove thì các bạn tự là coi lại cái version số 2 ha. Rồi mình sẽ add những cái thẻ vào trong cái container này, và cái style của mình á thì nó vẫn như vậy thôi, cái CSS của cái thẻ div á, nó vẫn như vậy ha, không có gì thay đổi. Rồi thì về cái JavaScript ha, về cái JavaScript thì cái JavaScript của mình á thì mình sẽ có version 1 rồi nè, version 2 rồi nè. Đó, version 2 cái lúc này mình chỉ có thẻ add thôi, không có thẻ div ha, add không có thẻ remove ha, có hàm 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 add thôi chứ không có hàm remove. Có gì các bạn coi lại ở ở cái V2 giúp mình có cái hàm remove luôn. Rồi cái V3 mình làm cái gì các bạn? Thì ở cái V3 thì mình sẽ nâng cấp lên. Cái V3 thì mình sẽ viết lại cái ra một cái function luôn, là cái function là tạo mới một cái thẻ div luôn ha. Cứ gọi cái function này thì sẽ tạo mới được một cái thẻ div, và cái function này có trả về cái thẻ div mới mới tạo ra được ha. Mới tạo ra được thì mình sẽ trả về return về cái thẻ đó. Thì cái thẻ div đó nó sẽ có cái thuộc tính CSS như đây để nó tạo cái độ bóng á. Và sau đó thì mình sẽ add cái thẻ div đó vào trong cái div container của mình ha. Nó cái div container của mình đây. Cái div container của mình đây. Đó, ở bên giao diện á. Đó là cái khúc này. Đó, mình tạo mới thẻ div và mình add vô đây. Thì trong cái thẻ div ở cái version 3 này có cái gì? Thì trong cái thẻ div của version 3 thì có cái gì tí thì mình sẽ xuống nói dưới. Ở đây mình sẽ giới thiệu trước là cái ở đây mình tạo ra thêm một cái function là add cái nút nhấn ha. Thì khi nào các bạn muốn add nút nhấn á, thì các bạn gọi cái function này. Thì cứ cái nút nhấn á, thì mình truyền cái tên của cái thẻ mà cái thẻ div mà chứa cái nút nhấn này vào, thì mình sẽ add cái nút nhấn này vào trong cái thẻ div đó vậy thôi. Rồi đây là cái tên, cái truyền cái tên cho cái nút nhấn vào. Các bạn muốn truyền cái tên gì cho nút nhấn thì các bạn truyền ha, mặc định nó là none ha. Rồi không truyền gì vào và không truyền cái tên cho nút nhấn thì cái tên nút nhấn sẽ mặc định là none. Rồi ở đây mình tạo ra cái nút nhấn mới nè, rồi sau đó mình add cái nút nhấn này vào trong cái thẻ div này, và sau đó thì mình thêm cái tên của nút nhấn vô. Rồi sau đó thì cái nút nhấn thì cái sự kiện đơn giản thôi, là ra một cái thông báo thôi ha. Rồi đó là cái hàm tạo nút nhấn. Rồi ở đây có cái mới của version 3 là mình tạo được thêm một cái hình ảnh các bạn ha, một cái hình ảnh luôn. Rồi thì cái hình ảnh đó, các bạn đưa cho mình một cái thẻ div vào, và sau đó các bạn đưa cho mình cái link của cái đường của cái ảnh vào, cái tên của cái hình ảnh vào. Thế là mình sẽ tạo ra cái một cái đối tượng là loại hình ảnh cho các bạn. Sau đó mình sẽ đưa cái tên cái ảnh vô, thì mình sẽ lấy cái sụt ha, mình sẽ add cái sụt, cái đường dẫn tới cái file ảnh đó cho mình ha. Thì ở đây cái ảnh của mình á, mình sẽ để trong một cái thư mục có tên là IMGS các bạn. Đây đây cái thư mục nè, mình mở bên đây cho dễ nhìn đó. Mình có một cái thư mục IMGS ha, thì trong đây có những cái hình ảnh về những con chim và những cái đèn đúng không các bạn ha. Thì tí mình sẽ load những cái ảnh này lên những cái thẻ div mà mình mới tạo ra thì cho các bạn coi. Rồi thì sau đó mình sẽ set cái style, cái thuộc tính cho cái thẻ ảnh á, là 100% để cái kích thước của cái ảnh nó sẽ fit vừa với cái thẻ div ha, cái size nó phải fit vừa với cái thẻ div. Rồi sau đó thì mình sẽ add cái ảnh đó vào trong cái div ha, vào trong cái thẻ div. Rồi đó là một cái function để tạo ra một cái ảnh mới. Rồi bây giờ đối với cái version số 3 nè, thì mình không có dùng cái nút nút nhấn là add thêm một cái thẻ div mới, mà mình sẽ load luôn, mình load mặc định luôn ha. Cái bài số 3 này, cái version 3, version 4 mình đều là load mặc định hết, mình load đùng cái nó lên hết luôn. Tại vì mình muốn hướng dẫn các bạn một cái khía cạnh khác ha. Thì ở đây
Ở đây thì có hai, thứ nhất là mình sẽ tạo ra hai cái array, hai cái danh sách ha. Cái danh sách này á là sẽ chứa cái tên của nút nhấn. Cái này gọi là status, tức là cái trạng thái của nút nhấn, tức là cái tên của nút nhấn. Cái array thứ hai là array chứa cái tên của những cái ảnh ha, ảnh của những cái con chim mà nằm ở trong cái thư mục image á. Rồi. Thì mình sẽ load cái tên nút nhấn và cái ảnh lên vào trong cái thẻ deep mình mới tạo ra. Rồi, ở đây là cái vòng lặp ha. Đây là cái vòng lặp. Vòng lặp này thì mình sẽ quét quét tất cả các phần tử trong cái array này, và sau đó mình sẽ tiến hành làm gì? Mình có bao nhiêu cái phần tử thì mình sẽ load bấy nhiêu lên, và sau đó mình sẽ tạo cái quy trình là gì? Tạo thẻ deep nè. Sau đó thì tiến hành làm gì? Tạo cái nút nhấn nè. Sau đó thì add add cái hình ảnh ha. Add cái hình ảnh vào trong cái thẻ deep nè. Đó, cái background của cái hình ảnh vào trong cái thẻ deep nè. Đó. Thì cái vòng lặp đầu tiên này á thì mình chỉ add cái nút nhấn thôi, và mình add cái đường dẫn của cái ảnh ha vào trong cái làm cái hình nền background cho cái thẻ deep này. Đó. Rồi. Thì ở đây có cái dựa vào cái trạng thái của cái nút nhấn của mình đó, nếu như cái nút nhấn mình là có cái trạng thái là on và cái tên là on đó, thì mình sẽ set cho cái thẻ của mình đó có cái thuộc tính opacity là cái độ mờ các bạn. Cái này là độ độ mờ ha. Nói sang tiếng Việt là nó là độ mờ. Đó, độ mờ của cái ảnh ha. Nếu bằng 1 là nó sáng bình thường, còn nó bằng 0,3 càng tiến về 0 á thì nó càng mờ đi. Thì nếu như mà cái nút nhấn đó là trạng thái là on á thì mình sẽ cho cái hình của thẻ deep đó là nó sáng lên, nó sáng bình thường. Còn nếu như mà ngược với cái trạng thái là on, tức là off á, thì mình sẽ cho cái hình ảnh của cái deep, cái thẻ deep á, nó sẽ mờ đi các bạn. Xấp xỉ về 0 rồi 0,3 là sáng có 30% thôi, thì nó khá là mờ ha. Thì để thể hiện cho cái sau này các bạn làm những cái bài toán mà điều khiển thiết bị á, các bạn bật cái thiết bị nó sáng lên á, thì các bạn cho opacity lên tới 1, còn các bạn tắt cái thiết bị đi thì các bạn sẽ cho cái hình ảnh đại diện cho cái thiết bị đó nó sẽ tịnh tiến về 0 ha. 0 chấm mấy thì các bạn tự lựa chọn ha, tới cái độ mờ bao nhiêu các bạn thấy phù hợp thì các bạn để. Rồi, đó như vậy thôi. Rồi, thì tóm lại cái thẻ deep mà mình chạy vòng lặp này, mình sẽ add tất cả những cái hình này và mình khởi tạo bấy nhiêu cái thẻ deep, bấy nhiêu cái thẻ deep, và mình set cái background của thẻ deep đó là bằng những cái hình những cái con chim này, và mình set cái trạng thái của cái nút nhấn đó là bằng những cái trạng thái này, và sau đó mình set cái thuộc tính cái độ mờ của cái thẻ deep đó, dựa vào cái trạng thái của cái nút nhấn ở đây ha. Thì ở đây mình có 1 2 3 4 4 5 cái nút nhấn và tương ứng với 5 cái con chim đó. Vì vậy thì cái giao diện mình chạy cái vòng này nè thì nó sẽ tạo ra 5 cái thẻ deep ha, chứa 5 cái hình ảnh con chim. Con chim nào mà on á thì nó sẽ sáng, con chim nào off á nó tương ứng á nó sẽ mờ ha. Rồi, ở đây thì cái vòng lặp này thì tí nữa mình nói sâu ha, bây giờ mình comment cái vòng lặp này. Vòng lặp này thì mình xử lý cho một cái tình huống khác. Rồi, mình làm nhiều tình huống cho các bạn coi á. Rồi bây giờ mình tiến hành mình chạy cái version 3 cho các bạn coi ha. Version 3 chạy tự động nha, chạy tự động nha, vô là chạy luôn, chạy. Rồi, các bạn thấy không? 1 2 3 4 5. Đó, thì mình sẽ có một con chim là hai con chim, ba con chim, bốn chim, năm con chim. Các bạn thấy không? Đó, thì nó sẽ lên hình của cái con chim ha. Và cái con chim nào off á thì nó mờ, 0,3 các bạn thấy mờ. Còn con nào on á thì nó sáng, đúng không? Này, đó. Đó, nút nhấn vẫn thao tác được ha, vẫn thao tác bình thường. Đó, thì mình muốn giới thiệu các bạn như vậy thôi. Nhưng ở đây nó có cái lỗi các bạn ơi. 100% là không ổn các bạn ơi. 100% thì cái chiều cao nó thì ok, nhưng mà cái chiều rộng nó thì nó không có vừa với cái thẻ deep của bạn. Đó. 100% tức là cái size của cái hình đó, nó sẽ co phù hợp, nhưng mà nó phù hợp được một một khía cạnh thôi, cái khía cạnh còn lại nó không có giãn ra được các bạn ha. Tức là chiều cao thì được mà chiều rộng thì nó không được, nên nó lặp lại các bạn. Thì bây giờ mình xử lý nó, mình sửa lại chút ha. Ví dụ như là mình chiều cao 100% ok, chiều rộng mình bỏ đi coi, mình bỏ cái đi coi được không, save lại ha, tải lại không được các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ kiếm cái CSS stretch fix ha, fix div ha, CSS image fix fix cái div ha. Thì mình coi, mình kiếm coi làm sao để cái hình nó fix ra được cái khung. Này mình cũng không biết nữa các bạn. Ok, không phải mình không biết, mình biết rồi, nhưng mà thật sự là
quên các bạn, thật sự mình làm rồi nhưng mà mình không có làm thường xuyên các bạn. Ở đây người ta hay dùng cái object fix nè, object fix nè, thì để coi coi, à auto hả, auto hả, khi mình auto các bạn dùng cái thuộc tính là auto đúng không, rồi thì mình cũng thử coi. À trong cái ngôn ngữ JavaScript thì cái dấu nháy đơn với dấu nháy kép là giống nhau ha, ngang hàng. Tại sao nó ngang hàng thì các bạn học kỹ vô, học sâu vào các bạn sẽ biết ha. Ở đây mình không có phân tích quá nhiều về những cái vấn đề đó. Rồi không được các bạn ơi, cái auto không được. Thì mình sẽ kiếm cái khác. Nói chung là chịu khó ha. Học phải chịu khó, quy tắc đơn giản vậy thôi. Không biết thì lại đi kiếm. Nó lâu lâu nó có mấy cái thuộc tính này rồi ok các bạn ha. Thì nãy giờ mình lại dựng video để mình lại đi tìm 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 hiểu các bạn, để đỡ cái tốn, cái tăng cái dung lượng của cái video này. Thì sau một cái lúc mình tìm hiểu chắc phải mất 20 phút các bạn cho một cái vấn đề rất là nhỏ ha. Nên các bạn thấy thực sự khi mà mình code thì mình có thể đụng rất là nhiều vấn đề và mình tốn rất rất là nhiều thời gian các bạn. Thì các bạn đừng đừng có quá quá bị căng thẳng ha, và cố gắng ha, cố gắng thư giãn và tiếp tục tìm kiếm tài liệu. Thì đây, thì sau khi mà mình tìm kiếm đầy đủ các nơi các bạn, tại vì mình cũng thật sự không có rành về cái ngôn ngữ web lắm, nhưng mình tìm hiểu được, cuối cùng mình tìm hiểu tại vì mình chưa có dùng thời gian quá nhiều cho nó ha. Đây thì mình sẽ thêm cái thuộc tính này nha, là background repeat. Thì mình sẽ set cái background repeat, tức là mình sẽ không lặp lại cái hình ảnh ha, của cái hình background. Và thứ hai là cái background size á, thì mình sẽ cho cái hình của mình nó lên là 100%, 100% cả chiều rộng lẫn chiều cao. Nhưng mà cái này là mình phải tác động vào cái thẻ div chứ không phải là tác động vào cái hình background ha. Thì cái này là cái hình background của mình nè, cái hình background của mình đó, đây cái hình background của mình. Thì mình set cho cái width cái hai nó bằng 100% các bạn, thì chỗ này nó không có tác động đối với cái loại hình là background các bạn ha, tức là cái chỗ này nè, cái thuộc tính là background nè, thì mình set nó vô nó không không hợp lý các bạn. Thì ở đây mình mới tìm hiểu thì mình thấy là nó sẽ dùng hai cái CSS như thế này. Thì cái CSS á, hai cái CSS này khi mà mình chuyển nó vào trong cái JavaScript á, rồi chuyển vào trong JavaScript á, thì mình sẽ viết lại hai cái này như sau ha. Đây các bạn ha, cái thẻ div chấm style, nó style là liên quan tới CSS, background repeat ha, background repeat. Ở bên đây nó dùng cái dấu gạch ngang các bạn, trong CSS thì nó viết là dùng gạch ngang repeat viết thường, còn mình là mình sẽ viết lại như thế này. Cái này các bạn có thể tìm hiểu ha, cái nó cái phần liên quan tới JavaScript thôi. Rồi thì mình sẽ set cái repeat nó là no repeat và cái size của nó là 100% các bạn ha. Thì thật ra cái no repeat này không biết có cần không nữa, ví dụ mình bỏ đi thử coi. À, cũng được luôn các bạn ha, đó, cũng được luôn, mình chỉ cần phóng to nó ra 100% là được ha, 100% là được, là ok rồi đó. Đó, còn no repeat là để dành cho cái tình huống là nó bị xuất lại á. Ok thì mình có nó cũng không sao ha, có cũng không sao, không vấn đề gì. Rồi thì quan trọng là tăng được cái hình của cái background lên, nó lên 100%, 100% là được nha. Do nhắc lại ha, cái này là do nó là hình background nên mình phải tăng cái size nó đi, chiều cao chiều rộng nó là 100%, còn cái này là mình tăng cái size của cái hình lên 100% nhưng mà đối với cái hình thôi ha. Còn này mình đưa nó làm background thì mình phải tăng ở đây. Rồi ok, vậy là xong các bạn ha, vậy là ok ha, quá đẹp ha. Rồi tiếp theo thì ở đây mình lại có một cái vòng lặp nữa, mình lại chạy chạy cái 1 2 3 4 5 cái đối tượng này, nhưng mà mình chạy theo một cái kiểu khác các bạn. Đây thì mình lại tiếp tục chạy qua 5 cái đối tượng này, mình cũng tạo cái thẻ div luôn ha, tạo thẻ div cũng tạo cái nút nhấn luôn đó, thì nút nhấn là vẫn như vậy. Rồi, nhưng mà ở đây thì mình sẽ tiến hành là mình cái này là set
cái mình canh canh giữa thôi, mình canh cái test align là mình canh cái lề giữa cho những cái đối tượng bên trong cái thẻ div này thôi ha. Đây là set một cái thuộc tính canh giữa cho những cái đối tượng nằm bên trong cái div này. Rồi. Thì ở đây mình sẽ tiến hành như thế này. Nếu như cái nút nhấn mình á là có cái thuộc tính là on á, là đèn 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 sáng á, thì khi đó mình sẽ add cái ảnh ha. Lần này thì mình không có set background nữa mà mình add cái ảnh vào trong cái thẻ div của mình. Thì mình add cái ảnh của mình á là mình add cái ảnh light on vào ha, cái bóng đèn sáng vào. Thì mình có hai cái loại bóng đèn, light on và light off, đó, vậy thôi. Thì đối với nếu như cái trạng thái của cái bóng đèn là on thì mình sẽ load load cái hình bóng đèn on lên. Nếu trạng thái bóng đèn là off thì mình load cái bóng đèn off lên. Rồi, vậy thôi các bạn. Đó. Thì nó sẽ là dòng chạy một lần nữa ha. Để ra năm cái hình ảnh. Rồi, bây giờ mình reload các bạn coi. Đây. Đây các bạn thấy không? Đó, tương ứng với cái con chim mà background á thì khi đó mình sẽ dùng cái ảnh này và cái ảnh là ảnh đèn mờ ha, còn cái này là ảnh đèn sáng. Rồi, bấm on. Đó. Bấm off. Đó. Ok, vậy là xong cái bài số 3 của mình ha. Mình load auto lên các bạn ha. Thì cái này mình bấm on off mình chưa có đảo trạng thái được đúng không? Thì cái đó là sẽ dành cho cái bài số 4 ha, dành cho cái bài số 4. Rồi. Tiếp theo ha, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái version số số 4. Rồi, số version số 3 xong. Thì version số 4 của mình sẽ có index nè, CSS nè. CSS thì vẫn như vậy thôi. Cái này là cái thuộc tính cho cái thẻ div thôi, cho cái thẻ div nó zoom ra zoom zoom lại khi mà mình rê chuột vào nó đó ha. Chỉ vậy thôi. Rồi. Còn cái JavaScript nè, để mình coi có làm gì. Cái này là version 1. Cái này version 2. Version 3 mình bỏ đi ha. Bây giờ mình làm cái version 4. Đây, cái version 4 thì nhìn nó lằng nhằng hơn chút các bạn ha, lằng nhằng hơn chút. Để mình coi cái version 4 thì làm cái gì. Thứ nhất là mình sẽ khai báo những cái rỗng các bạn ha. Thứ nhất là cái version 4 thì mình khai báo nó gồm những cái array rỗng, array chứa những cái đối tượng ảnh nè, array chứa những cái đối tượng là cái thẻ div nè mà mình tạo ra nè, cái ảnh mà mình thêm mới vô nè, cái thẻ div mình thêm vô nè, cái button, cái nút nhấn mình thêm vô nè. Thì ban đầu mình chưa thêm cái gì hết thì nó là không có gì hết. Cái bài số 4 này mình cũng thêm auto luôn nha. Thì mình sẽ dựa vào cái trạng thái của cái nút nhấn. Thì ở đây mình sẽ có những cái trạng thái như là on, off, off, on, off, đó là trạng thái nút nhấn. Thì mình dựa vào những cái trạng thái của nút nhấn này thì mình sẽ chạy auto và mình sẽ thêm những cái thẻ div, thêm cái ảnh, thêm cái nút nhấn vào. Thì những cái này thì mình thêm cái ảnh bóng đèn nha các bạn. Cái chỗ này thì mình không có chơi với mấy con chim nữa ha, không chơi chim nữa. Thì bây giờ mình chơi với mấy cái bóng đèn. Đó. Thì tương ứng với mấy cái on off này mình sẽ thêm những cái bóng đèn vô. Khi mà thêm những cái thẻ bóng đèn vào á thì mình sẽ lưu thông tin của những cái thẻ bóng đèn nó vào đây ha, lưu thông tin của tụi nó vào đây. Đó. Thì sau khi chạy xong cái chương trình một cái vòng lặp á thì mình sẽ tạo ra được năm đối tượng lưu vào trong đây. Tương ứng năm này, năm cái ảnh, năm cái div và năm cái button ha, năm nút nhấn. Tức là cái biến quản lý thông tin của năm cái đối tượng này ha. Rồi. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu qua những cái hàm trước. Cái hàm đầu tiên là hàm tạo cái thẻ div ha. Cái hàm tạo tạo thẻ div thì vẫn cái hàm tạo thẻ div thì vẫn như vậy thôi, tức là tạo thẻ div rồi khởi tạo mới rồi add thuộc tính rồi vân vân, rồi add vào trong cái div container ha, add cái thẻ này vào trong cái div container là add vào đây. Rồi. Sau đó thì mình trả về cái thông tin của cái thẻ div đó. Rồi. Rồi cái hàm tiếp theo là cái hàm get index. Rồi, cái hàm get index này ý nghĩa là cứ đưa cho tôi một cái đối tượng ha, một cái đối tượng thì và một cái array, cái danh sách của cái đối tượng đó thì tôi sẽ tiến hành làm gì? Tôi sẽ trả về cho anh là cái chỉ số ha, cái chỉ số của cái đối tượng đó, tức là cái vị trí của cái đối tượng đó nằm ở vị trí thứ mấy trong cái array mà anh đưa cho tôi, tức là tìm kiếm cái đối tượng đó sẽ nằm ở cái vị trí thứ mấy trong cái array này, trong cái một cái danh sách này. Đó. Rồi, cái hàm nó trả về, nếu mà nó trả về -1 tức là không tìm ra được cái đối tượng trong cái danh sách đó. Rồi, vậy thôi. Rồi, cái hàm tiếp theo là cái hàm này dài quá ta. Mình kiếm cái hàm nào ngắn ngắn hơn mình nói trước. Cái hàm về cái ảnh đi.
Ừ, cái hàm về ad về cái ảnh thì vẫn như vậy ha, thì cứ đưa cho tôi một cái thẻ div và đưa cho tôi một cái tên của cái ảnh thì tôi sẽ add cái ảnh đó vào trong cái thẻ div này, chỉ vậy thôi ha. Và khi mà add cái ảnh vào cái thẻ div á, thì mình cũng sẽ lưu cái thông tin của cái ảnh này vào trong cái array ảnh ha, cái array ảnh. Còn khi mà mình tạo ra cái thẻ div á, thì mình cũng sẽ lưu cái thẻ div mới đó vào trong cái array cái thẻ div đó. Thì mình có những cái array thẻ div mà thì mình lưu vào thôi. Rồi. Nút nhấn ha, còn nút nhấn thì sao? Truyền cho tôi cái tên của cái thẻ div, tôi sẽ add cái nút nhấn vào trong cái thẻ div này cho anh. Rồi và để truyền cho tôi cái tên cái trạng thái của cái nút nhấn ha. Thì tôi sẽ add cái tên cái trạng thái nút nhấn đó vào trong cái tên của cái nút nhấn để hiển thị. Inner test là add cái tên của nút nhấn để mà hiển thị. Rồi. Và add cái nút nhấn vào trong cái thẻ thẻ div rồi. Và add cái nút nhấn vào trong cái array cái danh sách chứa tất cả các nút nhấn ha. Array button như này. Rồi. Ok, thì ở đây cái nút nhấn này mình có xử lý sự kiện nha các bạn. Cái nút nhấn ở cái version số 4 này á, mình có xử lý sự kiện của nút nhấn. Thì khi mà cái nút nhấn á, đây, cái xử lý nó như sau ha, click vào nút nhấn nè. Thì mình sẽ tiến hành làm cái gì? Thì mình sẽ lấy cái chỉ số của cái nút nhấn mà mình nhấn á, là coi coi cái nút nhấn của mình á, là nó nằm ở trong cái vị trí thứ mấy trong cái danh sách các cái nút nhấn của mình ha, nó nằm ở vị trí thứ mấy trong cái danh sách chứa tất cả các cái nút nhấn của mình đó, lấy ra cái vị trí thứ y. Thì mình sẽ kiểm tra là cái trạng thái của cái bóng đèn mà tương ứng với cái vị trí thứ y đó luôn. Nếu mà trạng thái bóng đèn đó mà nó đang là on các bạn, thì mình tiến hành làm gì? Mình đây, mình làm một mớ cái công việc ở đây. Mình làm gì? Nếu như trạng thái bóng đèn nó đang là on thì mình sẽ chuyển trạng thái bóng đèn đó về lại thành gì? Thành off. Và mình sẽ tiến hành làm gì? Mình sẽ set cái chữ cái chuỗi off lên cái hình ảnh của cái nút nhấn ở đây, cái array btn object nè. À không, cái này là mình ở đúng rồi ha, mình set cái chữ off lên cái mà nút nhấn hiển thị ở trên cái giao diện là cái array button object nha các bạn. Array button object nhưng mà thứ y. Đó chính là cái nút nhấn mà mình có bấm vào đó, mình mới bấm vào đó ha. Rồi. Thì mình sẽ set nó. Thì thật ra nó chính là cái BTN này luôn nè các bạn, chính là cái nút nhấn này luôn nè ha. Thì mình sẽ set cái thuộc tính nó chuyển sang lại thành là off ha. Nhưng mà mình lấy trong cái array ra luôn đi cho nó gọn, cho nó đẹp ha. Trong cái array button ở vị trí thứ y thì chính là cái nút nhấn này rồi. Rồi tiếp theo là cái array image object, tức là cái ảnh nè, cái ảnh ban đầu á, cái ảnh ban đầu mà khi mà nó đang là on á thì nó mình sẽ load cái ảnh là cái let on ha, cái ảnh đâu rồi. Đây ha, nếu như cái ảnh ban đầu mình đang là on á, đó, cái tên của ảnh nè mà là on á thì mình sẽ load nó lên là on các bạn ha. Nó load nó lên là on. Còn ở đây khi mà nó đang là on rồi mà mình bấm nó vào á thì nó sẽ chuyển lại thành gì? Thành off các bạn, đúng không? Từ on nè thì mình sẽ chuyển nó lại thành là về lại là off. Và cái nút cái hiển thị cũng là off luôn và cái ảnh á, cũng sẽ chuyển sang off luôn ha. Rồi, ngược lại tức là sao? Ngược lại tức là cái trạng thái của mình đang là không phải là on thì nó là off ha, ngược lại nó đang là off thì mình có bấm vào thì mình sẽ tiến hành nó làm gì cho nó lên on hết. On và cái bóng đèn cũng là on. Rồi, xong các bạn. Rồi, tức là cái nút nhấn mình bấm cái mình sẽ đảo cái trạng thái thông tin của những cái đối tượng này lại ha, trên cái giao diện của mình. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là để coi mình thay đổi những cái array đủ chưa? Array started đổi luôn. Array của cái nút nhấn chứa những cái đôi nút nhấn đổi luôn. Array của cái ảnh đổi luôn ha. Thì đó là ba cái array. Hình ảnh nút nhấn started đổi hết ha, đổi ngược lại khi nhấn là đổi hết. Còn cái array của cái div là không cần đổi các bạn ha, tại vì cái div mình á, là mình vẫn cứ để nguyên thôi, cái div mình không có cần thay đổi cái trạng thái của nó gì hết, thì mình không có đổi bất cứ cái thông tin liên quan gì tới nó hết nên mình không cần đổi gì hết ha. Rồi div thì cố định, mình chỉ đổi những cái đối tượng bên trong thôi. Rồi xong ha, đó là những cái thẻ mà mình cần, mình những cái hàm mình làm ra. Và đây là cái dòng for của mình, cái dòng for của mình.
Thì đây mình tiến hành là gì? Mình sẽ chạy cái vòng for từ 0 cho tới kích thước của cái array status, tức là ở đây mình có bao nhiêu cái trạng thái của nút nhấn thì mình sẽ quét hết ha. Ở đây 1 2 3 4 5, 5 cái trạng thái nút nhấn thì mình quét hết. Thì tương ứng với từng cái trạng thái đó mình sẽ tạo ra một cái thẻ div mới nè. Rồi. Sau đó thì mình add cái nút nhấn vào vào trong cái thẻ div này nè. Ok chưa? Rồi sau đó thì mình sẽ canh lề cho cái thẻ div này, nó những cái đối tượng bên trong cái thẻ div này nằm ở giữa thôi. Rồi, sau đó thì mình load cái ảnh vào trong cái thẻ div này. Thì load cái ảnh vào á thì ảnh thì có hai loại, một á là loại ảnh led line on, một loại là ảnh là line off. Vậy mình load cái nào đây? Thì nếu như mà cái status thứ y của mình á là cái phần tử thứ y á, cái trạng thái thứ thứ y á mà nó là on á thì mình load cái ảnh ảnh đèn on. Còn nếu trạng thái của nó là off á, ngược lại là off, thì mình sẽ load cái hình ảnh là đèn đèn off. Rồi, vậy thôi các bạn. Bài số 4 này thì mình tập trung nhiều vào á là mình vẫn là load giống bài số 3 thôi, là mình load cái ảnh nè, load nút nhấn nè vào trong cái thẻ div nè, nhưng mà mình có làm thêm một cái nâng cấp á là mình có xử lý cái sự kiện khi mà bấm cái nút nhấn. Khi mà nhấn cái nút nhấn á thì mình sẽ đảo cái trạng thái lại ha, tất cả những cái thông tin đó, đang on thì chuyển lại thông tin thành off, đang off thì chuyển lại thông tin thành thành on. Rồi. Vậy thôi. Thì đó là về vấn đề về xử lý sự kiện. Bây giờ mình chạy thử cái bài số 4 cho các bạn coi ha. Rồi, đó, 1 2 3 4 5, 5 cái đối tượng, 1 2 3 4 5 đối tượng đúng không? Ủa? On off off on off đúng rồi. Ha. Đó, thì bây giờ mình bấm nè, kịch. Đó, các bạn thấy không? Kịch. Kịch 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 kịch. Các bạn thấy gì chưa? Ha. Thì đó là coi như mình đã có khả năng được là add add những cái đối tượng mới vào trong một cái file HTML. Các bạn coi nè, cái file HTML của mình thì đó, nó chỉ là chứa những cái thẻ thôi, những cái thẻ có cái tên thôi, để qua bên JavaScript mình sẽ tạo ra những cái đối tượng và mình add vào những cái thẻ này ha. Thì những cái đối tượng này là do mình add vào hết ha. Ở đây mấy cái nút cũ này của mình nó vẫn còn ha, của cái bài số số 2 ha. Đó. Rồi. Còn đây là cái bài số 4 thì mình hướng dẫn các bạn là xử lý thêm cái sự kiện là bật tắt những cái đối tượng này ha. Đó. Thì các bạn có thể là mình gợi ý thôi, coi như mình dẫn dắt các bạn nhập môn, sau đó các bạn tiến hành là nâng cấp lên và có thể là làm cái bài toán mình nó phức tạp dần lên ha. Rồi, để mình nhìn để thử coi còn cái gì để chia sẻ với các bạn nữa hay không. Mấy cái này các bạn phải làm nhiều và phân tích nhiều nha. Có thể cái cách của mình chưa hay các bạn, tại vì mình nghĩ là khi các bạn tìm hiểu nhiều hơn mình á, các bạn sẽ có nhiều cái cách hay hơn nữa ha. Thì khi đó các bạn có thể chia sẻ lại ngược lại cho mình ha. Rồi. Cái chỗ này mình thấy xử lý nó cũng hơi còn cồng kềnh các bạn. Mấy cái chỗ này mình thấy nó xử lý hơi hơi còn cồng kềnh. Thì các bạn có thể nghiên cứu thử coi có cách nào mà nó hay hơn hay không, đúng không? Hay hơn hay không. Đó. Nhưng mình thấy nó cũng hơi hơi cồng kềnh đó. À, cái chỗ này bắt buộc là phải tác động vào cái array button object nha, bắt buộc phải tác động vào đây, tại vì cái array button này nó sẽ chứa cái thông tin của cái nút nhấn luôn ha, chứ mình không có tác động vào cái nút nhấn này nha. Nút nhấn này là một cái nút nhấn mà tạo mới ha, thì mỗi lần thay đổi thì mình phải tác động vào thẳng vào cái array này luôn để nó lưu trữ luôn các bạn, nó lưu trữ luôn nó status button và image. Rồi. À, những cái đoạn này nè, nguyên cái đoạn này nè, các bạn có thể viết thành một cái đoạn chương trình con ha. Mình nguyên cái đoạn này luôn chứ, nguyên cái đoạn này. Các bạn có thể viết thành một cái chương trình con. Thì khi mà mình truyền cái biến y thôi vào trong cái chương trình con đó thì cái chương trình con đó nó sẽ chạy xử lý cái này, thì cái chương trình mình nó sẽ nhìn nó gọn hơn ha. Tại vì những cái biến này là biến toàn cục rồi. Ok. Để mình làm cái chương trình con coi. Function button add, button add, button on collect ha. Nó viết hơi dài dòng các bạn. Button on collect execute đúng không? Truyền cho tôi một cái biến y. Thì tôi sẽ cập nhật lại cái thông tin này cho anh ha. Đó, ý tưởng là như vậy. Rồi.
thảy nó vô đây đó, tại mấy cái biến này biến toàn cục hết rồi các bạn. Rồi mình copy cái này mình mang lên đây, mình truyền cái biến y vào đó, thì như vậy nó sẽ gọn ghẽ hơn đúng không, nó gọn gàng hơn đúng không. Rồi chạy thử ha, save lại rồi chạy thử đó, vẫn được các bạn ha, vẫn ok ha. Bấm F12 coi có lỗi gì không. Rồi không có lỗi gì hết, tải lại nó không có lỗi gì hết ha. Rồi mình coi thử coi cái này nó đúng là cái chạy cái code mới của mình chưa ha, thì mình xuất ra một cái gì đó thêm cho nó vui. Đinh V4 ha, rồi save lại rồi chạy lại. Rồi đúng rồi bạn ha, nè có hiện rồi nè. Rồi ok ha. Rồi các bạn có dựa trên những cái gì mình hướng dẫn á, các bạn hãy nâng cấp cái chương trình lên ha, để các bạn có thể làm được nhiều cái ứng dụng nó hay hơn, và có thể các bạn sẽ chỉ lại ngược cho mình ha. Rồi cảm ơn các bạn, coi như mình kết thúc cái video hướng dẫn các bạn 4 cái version ha của cái việc viết code JavaScript để mà có thể add những cái đối tượng bất kỳ vào trong cái giao diện website của mình, add thêm vào và xóa đi ha. Cái phần xóa đi thì các bạn coi cái V2 nè, các bạn coi cái video mình đã quay cái phần mà hướng dẫn làm cái V2 á, cái bài toán thứ hai á, thì mình có chỉ các bạn cái cách remove ra ha. Rồi cảm ơn các bạn, xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like nha, và đăng ký kênh giúp mình để mình có thể kiếm tiền từ YouTube các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào các bạn.